Oh, để nhìn sương sương coi cái đội hình của cả hai phía. Trời cái gì Belvedere luôn vậy? Wow. Đánh ác vậy pick Belvedere luôn nè. Đợt này có con Cannavi ha. Đợt trước cũng có con Cannavi đó pick. Khi mà con tướng này nó mới xuất hiện. Belvedere với lại Shizuni. Được cái cặp này là có khả năng áp sát và gây cái lượng sát thương cũng nhiều. Lulu Jerry Sivir. Mà đội hình này không á. Đội hình này nhìn vô không có hiểu không chế cứng anh em. Cái trường hợp này là cái trường hợp mà anh em sẽ thấy nó khá là giống với cái layup của phía team Secret đã bích ở trong cái giai đoạn vừa qua nè. Có Talia, có khả năng khép góc, có Na khổng lồ, có Poppy đẩy vai làm choáng R. Nhưng mà nó phải có rất là nhiều những cái điều kiện anh em. Ví dụ như điều kiện là những cái khoảnh khắc để bạn BK. Nói chung cái đội hình này là đội hình tận dụng cái khoảnh khắc. Chứ mà bây giờ mà hai bên mà dàn quân ra ở khu vực đường giữa rất là khó để cho cái layup phía bên đây họ 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 khai thác được. Nếu mà thầy Linh còn làm huấn luyện viên thì sao? Nếu mà tôi làm huấn luyện viên thì tôi nghĩ tôi sẽ làm ở cái mức 7 điểm rưỡi. Khá khá. Trình của tôi kiểu như là áp đảo những cái huấn luyện viên khác ở VSET thì chưa là áp đảo được. Nhưng mà nếu mà trình của tôi được đặt ở trong cái vai trò là mình chỉ nghiên cứu analyst á, mình chỉ nghiên cứu những cái vấn đề về bên lề á, thì nó sẽ tối ưu hóa được cái khả năng của tôi hơn. Rồi ok ha anh em ha. Mình coi sương sương cái cặp trận này. Đối với tôi nha, cá nhân tôi không thích cái bước chân thần tốc nha. Bước chân thần tốc để pick đánh với những cái kèo như là hơi khó farm như là kèo dây hoặc là những kèo như Lucian thôi. Tại mình có khả năng trụ đường. Còn ví dụ như đánh với những cái kèo chống chịu lấy cái quyền năng bất diệt á, quyền năng bất diệt nó vẫn là tối ưu nhất. Tại vì nó cho mình khả năng cứng hơn trong những cái pha trade. Còn cái nhánh phụ thì mình có thể mình cân nhắc lấy cái đắc thắng với lại cái giảm CC. Thả diều, Ale đang thả diều. Nhảy Ale ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cannavi với lại 369 có cặp này phối hợp với nhau ác vậy. Cặp này phối hợp với nhau ác quá ha. Cannavi là cái thằng mà kiểu dạng chọn theo cái lối chơi tấn công á nè. Nhưng mà sao cấm con mắt ở đây vậy? Sao đẩy đường trước không cấm con mắt vô bẫy chim của phía đối phương? Đơn đi nè. Cấm mắt đây là con mắt phòng ngự. Con mắt ở đây thì nó sẽ cho nhiều thông tin hơn chứ. Ví dụ đối phương bỏ bãi, mình có thể mình đứng chích một chút xíu. Ừ. Cấm con mắt đây chưa có thông tin nhiều. Và với việc mà di chuyển cấm mắt ở đây, với lại cấm mắt ở đây thì chắc phải tốn khoảng chừng 6 giây hơn. Mà nó đẩy đường trước mà đúng không? Kèo này cũng đâu phải là bị đẩy đường quá nhiều đâu. Mắt đây không cho thông tin gì rồi. Con Nila vẫn chưa thấy đội tuyển nào đem vào giải LCK và EPL mà đạt được cái hiệu quả tốt. Thật ra cái con tướng đó được pick đó là để đánh với con Jhery đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó phải được pick để có thể đánh cùng với những người đồng đội. Cái cách vận hành của con đó nó khá là giống với con Samira hoặc là con Kai'Sa. Tức nghĩa là một cái đội hình lao vô, một đội hình lũi vô trong đội hình của phía đối phương, một đội hình mở giao tranh. Thì nó sẽ kết hợp được với cái khả năng áp sát của con Nila. Chứ mà bây giờ thả con Nila vô cái đội hình này là nó phế. Nó khó đánh. Nó khó đánh hơn. Anh em hình dung ra được không? Có một vài con tướng thì nó sẽ hợp với một vài những cái đội hình khác nhau. Đấy. Trời ơi, 369 nó đánh ác dữ vậy. Thằng Ale đợt này phong độ cao nhưng mà nhìn 369 là lên 6 trước ném bù la băng dứt điểm solo kill luôn kìa.
Yagao bị lụm. Nhưng mà bây giờ ai cứu Kanavi đây? Sắp có tốc hành rồi. Pha này ai cứu lộn, ai cứu Dobby đây? Gõ gõ bạch tuộc. Bạch tuộc. À nó chạy được anh em. Đâu cần ai cứu đâu. Và những cái tình huống găng này, những tình huống găng. Pha này găng được không ta? Pha này na khổng lồ chiều cuối. Cấp độ 5 đến từ tạc xăng. Phía bên đây cấp 8. Cấp 8 có rất nhiều chống chịu, có thêm lính nữa, có bô la băng nữa. Mà này để găng được tốt, tôi không biết cấp độ 5 bao nhiêu CS. Hiện tại là đang, từ từ để tôi coi, đang 33, hồi nữa nó farm thêm mấy bãi nữa. Farm thêm mấy bãi nữa, ăn lên được 6 không? Trời ơi. Hay. Hay. Nãy sợ. Quá đỉnh. Hay quá ha. Anh Linh không bình luận ABL nữa ha. À, có ngày mùng 1 á, mùng 1 tháng 9 không biết là cặp trận nào. Tại ABL dạo đây thì ít bình luận hơn anh em. Rồi vẫn bình luận. Trời ơi, trời ơi. Má cái con tướng Bevet này nó có sứ giả hoặc là có Baron ha. Nó tạo ra mấy con lính ảo ma thật ha. Nãy giờ đánh lên cánh trên nha. Nãy giờ bên phía của Jin Dong là đánh lên cánh trên nha. Nhưng mà đánh lên cánh trên như thế này á anh em, đánh cho con tướng chống chịu, anh em nói là đánh ngược cái điều kiện thắng đúng không? Nhưng mà về mặt bản chất á, là Kanavi nó khai thác được một cái khoảng hở ở khu vực đường trên. Và thêm vào nữa là Kanavi là cái thằng gây sát thương. Và khi mà nó đánh nó lấy lợi thế như này nè, là nó không chỉ lấy lợi thế dành cho top lane, mà bản thân của nó cũng lấy lợi thế dành cho chính bản thân của nó luôn. Còn đường dưới thì cái kèo này là farm hòa, anh em xác định là farm hòa. Và từ đó nó tạo ra một cái đường nhỉnh hơn về mặt kinh tế dành cho bên phía của Jin Dong. Trời ơi nó gõ kìa. Thề luôn tôi chưa chơi Bevet bao giờ luôn anh. Yagao cũng đánh tốt nữa. Yagao đẩy ác quá. Hai con sứ giả có được hai trụ. Rotation xuống cánh dưới. Cắm mắt trong rừng của phía đối phương, gây sức ép để lấy trụ đường dưới. Bài bản quá ha. Rồng nó được ăn cũng không phải là quá trễ đâu chứ. Gây sức ép ở đường dưới nè, rải mắt nè. Nó đánh bài bản quá. Những cái đội tuyển mạnh ở bên phía EBL á, họ, anh em nhìn thấy á, anh em nhìn thấy là họ giao tranh rất là nhiều. Nhưng mà cái thời điểm mà họ macro anh em rất là nhanh. Đó là lý do tại sao mà EBL coi rất là thích. Và họ vừa đánh giao tranh tốt mà họ vừa macro rất là nhanh nữa. LCK thì có rất là nhiều những cái đội tuyển macro nhanh anh em. Như bên phía team quanh Genji hoặc là Lipsenbox hoặc Ranx, những đội tuyển mà kiểu như họ biến chuyển rất là nhanh ở trong những cái pha macro của mình đó. Họ giữ được cái mức độ ổn định ở trong những cái tình huống macro đó đó. Ở cái đẳng cấp cao á anh em, tụi nó xử lý ghê lắm. Tụi nó xử lý gọn lắm. Nói chứ coi mấy đội tuyển mà mạnh mạnh bên EBL coi đánh nể, coi đánh coi đã. Ôi, tại sao giữ, ơi, Kanavi giữ được con rồng à. À, đội hình này không có à, bước vô những cái tình huống giao tranh như thế này thì bên phía của Li Ninh khó đánh đó nè. Không có na khổng lồ cái khó đánh dần. Cái combo này giờ lên vẫn được quá ha. Vẫn xịn quá ha. Combo này lên cho mấy con tướng này vẫn xịn quá ha. Lên cho Yone đồ các thứ thì bị giảm sức mạnh thôi. Chứ mà lên cho mấy con tướng này vẫn quá xịn luôn ha. Mấy con tướng tận dụng được tốc độ đánh. Lên cá sấu cũng ok lắm anh em.
Lên cá sấu lên theo kiểu khiên Thái Dương cũng ok lắm. And Kanavi now in a little bit of trouble himself. You've got yourself all up with the cat on his back, and he's doing significant work. But while that's been happening, Yagao takes a turret on top side, drops down. Trời hai con. And he's able to defend himself. Yeah, but I'd like the plays coming out from. Trời Yagao cứng hai luôn. Ông tay le bắt cho bằng được luôn kìa. Hồ tay lẽ bắt năm thằng bắt cho bằng được luôn. Này hết chiêu hả? Hết chiêu rồi nè, hết chiêu đẩy lính cát rồi. Chứ pha đẩy rờ đó không cũng hơi hơi đẹp. Hát về chiêu cuối này tốt quá ha. Ví dụ bị đẩy cái chiêu cuối mà một thằng bị kẹt ở đây là coi như chết anh em. Hồi bữa tôi mới coi cái trận nào nè. Cái trận nào? Cái trận Angie với lại EDG hả? Rừng nó bị kẹt ngay chỗ này nè. Chết luôn á chứ. Ôi rồng hồi máu nữa. Pha này gây hỗn loạn, gây hỗn khống chế để dứt điểm rồng ha. Mà rồng hồi máu nữa. Mất nhịp luôn. Phía bên đây bị mất nhịp rồi. Coi như tình huống này bị mất nhịp rồi. Bây giờ mà Yagao vô đẩy cái các lưu động, các càng quét vô đẩy 4 nữa cái xong. Hoặc là đẩy một cái, ép được cái chiêu cuối, ép được cái tốc biến vô đẩy 4 cái nữa xong. Win combat. Đẩy vô rồng á. Yagao có đẩy không? Rồi bên kia quăng nát gì. Trời ơi, Yagao khúc này nó mới đẩy anh em ơi. Yagao đẩy khúc này không đẹp. Nhiều khi anh em nghe tôi nói mồm á, là pha này đẩy 4, pha kia đẩy 4 đồ các thứ á, nói thì rất là dễ nha anh em ha. Nhưng mà làm á, thời điểm làm nó sẽ khó. À, lâu lâu thì nó sẽ có những cái khoảnh khắc mà biết đâu đấy mình xài được những cái tình huống đó nè. Thì cái nghề của tôi là nói mồm mà, đứng phía bên ngoài nói mồm thì nó dễ mà. Siri bây giờ vô cực kiếm và chuẩn bị vô cực kiếm rồi. CBA nhỉnh hơn xíu. Căn bản thì anh em thấy cái lối chơi của phía ABL nó cũng khá là giống với lại VSET mình đúng không? Xem. Bàn trận chung kết của LCK đi hả? Bàn rồi, nãy giờ bàn rồi. Dạo gần đây anh em tôi lười làm cái talk show cho anh em á chứ. Cũng không ai rủ hết. Dạo gần đây tôi cũng ôi ui. Thả diều được không? Thả diều được không? Ui ui, da gáo sống luôn. Ôi dáng này căng, người ta thấy 3-0 tưởng dễ dàng lắm chứ. Cũng căng dữ vậy. Ale xuống lấy nộ luôn rồi. Ôi ôi, Kanavi trừng phạt đẹp quá. Bị đẩy về. Sejuani tới kẹp Lai rồi. Lai đứng pha này là Lai chết rồi. Lai có đồng hồ bồ cứu được không? Lai đứng pha đó hở sườn quá. Không, pha này những BK thắng nè. Bên kia hết nam rồi. Nè, bot có quay lính đang đẩy vô nè. Đó, fan này không giết được hả? Không giết được con Sejuani không lát hả? Trời, Ale đứng che. Ale có con mèo ở đây mà Ale sợ. Ale đứng che ngay cái chỗ này nè, đừng có cho nó chạy. Giết được 369 là TB, hai cái TB là end rồi. Ôi ông Ale pha này ổng sợ gì ta? Uổng vậy? Nhìn quay bot nè. Ổng có con mèo mà ổng sợ. Thiệt luôn á.
what did it cost you, JDG? That time is a long. This could be the end of game one. Giết được là end rồi. Đép được không? Trời câu giờ nè, câu giờ nè. Trời giết con mèo luôn, trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Mấy ông Lenin không sao vậy ta? Trời ơi, ván này thắng tới nơi rồi đó chứ. Không có AD đam trụ chậm hả? Và đó giết được con heo là thắng rồi. Và đó giết được heo thắng rồi. Talia có đam phép mà. Mấy con đam phép sát thương trụ nhiều lắm. Con Na có đam mà. Đừng gì AD anh em. Trời ơi. Ba mấy bốn mấy giây tụi nó mới xuất hiện mà. Trời ơi. Pha đó pha đúng pha ông Lê ông xử lý pha đó thua luôn đó chứ. Ổng sợ, ổng có con mèo mà ổng sợ. Khổ thân. Không, ván này thua xứng đáng rồi anh em à. Tôi xin phép anh em tôi đi lấy miếng nước nè. Regardless, the end result is LNG survive, but they will lose the soul. What a chaotic fight, and once again, JDG have one thought in their mind. A lot more there. 369 got a TP here just to join in with the rest of his team as they recognize that LNG kind of have control of this area right now. Allah taking a lot of damage right now and needs to be very careful. Gets hit by the ultimate and has a stopwatch to keep himself safe. There's a Weaver's wall in the final chapter as LNG try to. Trời, lâu vậy? Đợi cả lâu vậy vẫn một chưa gấp nữa. Vẫn một chưa xong nữa hả? Trời ơi, da gạo đẩy tốt quá. Hóp được bắn nè. Hóp còn chấm máu à. Mất giáp thiên thần, da gạo xỉa. Ui. Da gạo cháy thế, qua ra kêu cho da gạo. Cháy vậy? Không, mà cái đợt này á, cái sự bổ sung tốt nhất trong đội hình của phía Jindong á là thằng Hóp á anh em. Thằng Hóp nó đánh AD tốt quá. Nó đánh tốt hơn thậm chí là cái thời mà có Mystic với lại thanh niên hàng nào ở đường dưới đó, anh em. Jindong có Mystic với lại thanh niên hàng nào ta quên mất tên rồi, tự nhiên quên mất tên của thanh niên AD hàng đó rồi. Thằng Hóp đánh tốt hơn hai thằng nó luôn á. Tự nhiên bây giờ đường dưới của phía Jindong mạnh vãi. Ờ Loken. Ôi ơi, 369 rồi. 369 lên thần hả ta? Trời ơi. Trời ơi. Đúng là cái tư duy của những người chơi thách đấu luôn em. Fan này gặp tôi là tôi chạy rồi. Tôi chạy rồi. Tôi về, tôi TP, tôi quay trở lại lane rồi. Anh thấy ảnh 45 độ nè. Anh quay trở lại, anh cắt cái ảnh 50 độ nè. Anh quy cái ảnh hồi máu nè. Ác vậy. Anh muốn uplay. Ác ha. Mà sao bên phía của Lenin bích khoái bích đội hình kiểu giống vậy ta? Cá nhân tôi thấy đội hình kiểu giống vậy khó chơi, hơi khó chơi. Đội hình này kiểu như là phải, tại vì những cái khoảnh khắc mà phối hợp cùng với nhau á,
nó không có nhiều. Đội hình này cần phải kiểu như là đánh tay to lắm luôn á. Đó là cái vấn đề mà bên phía của team Switch họ gặp phải ở trong những cái tuần thi đấu vừa qua anh em. Pick một đội hình mà yêu cầu đòi hỏi phải tay to, phải khả năng phối hợp với nhau phải rất là tốt. Anh em nhìn vô cái đội hình này nè, khó để có thể phối hợp với nhau đúng không? Đội hình này kiểu như là đánh thả diều á, đánh ở giai đoạn về sau đánh thả diều á, dựa vào khả năng cấu rỉa máu đến từ Dolby rồi, khả năng bắn bắn đến từ Line nè. Chứ mà cái mức độ kết hợp á, cái mức độ kết hợp vẫn có, những tình huống đẩy vai làm choáng được các thứ vẫn có. Nhưng mà anh em hình dung á, trong cái bối cảnh nếu như cả hai bên dàn quân ra ở những cái vị trí thoáng á, như là đường giữa hoặc là những khu vực như là giữa giữa cái khúc mé sông chỗ này nè, thì nó sẽ hơi hơi khó để vận hành. Nó sẽ không có nhiều góc lắm để có thể BK. Nói chung đội hình này đội hình mà kiểu như là tay to chút. Và bên phía của Liên Ninh thì chắc là họ cũng tự tin. Còn bên phía của team Secret thì đang bắt đầu muốn chơi cái đội hình kiểu kiểu là như vậy. Đội hình này được một cái là mình tận dụng những cái mẫu chất tướng mạnh theo meta như Jerry hoặc là Talizan, những mẫu chất tướng có nhiều sát thương đồ các thứ nữa. Nhưng mà để vận hành nó thì không dễ nha, để vận hành nó tốt mà không dễ nha. R Talia, R con Talia xong rồi đẩy vai làm choáng xong rồi con Na khổng lồ vô đúng không? Đó, kiểu kiểu là như vậy, vẫn có những cái khoảnh khắc để có thể phối hợp. Nhưng mà nó cần nhiều yếu tố quá. Một trong những cái yếu tố mà Na khổng lồ thôi là đã thấy nếu như bị mất kiểm soát để cho đối phương khai thác thì cũng bình rồi. Solo kill luôn. Cá nhân tôi gọi đội hình này là đội hình mà cần phải có khả năng tay to anh em ha. Ôi lại áp sát bắn ác quá. Ôi không đủ sát thương. Hay thật rằng có mặt kịp thời. Đừng bị có mặt kịp thời, đừng để đổi mạng chứ. Trời ơi. À, không giết được sụp luôn. Trời, một lớp giáp trụ luôn. Ui ôi ôi Lai ơi, để đổi mạng pha đó uổng quá. Đường trên băng trụ rồi. Đường trên nó xích vô băng trụ, không đầu tư tốc biến sớm áp sát ông Kanavi. Ông Kanavi ông tốc biến sát ngay người, ông này ông lên tốc biến để đâu cũng chết rồi mà. Ông này để cho đối phương chạy. Giết luôn chứ, mấy pha đó giết được, giết luôn chứ. Weibo cút rồi anh em ơi, Weibo không được đi chung kết thế giới rồi, nghỉ rồi. Weibo thua Liên Ninh cái là ở nhà rồi. Trời, chói ngay mặt, chói ngay mặt. Trời ơi. À đó, đánh ba đánh ba, bên phía của Jin Dong đánh tiếp vẫn được đó nha. Ván này thì cảm giác như là đang hơi bỉnh. Ván này hơi bỉnh chút. Dành cho phía của Liên Ninh họ đang thua nhiều quá rồi. 4.000 tiền ở cả mọi vị trí. Rồi Lumao chết rồi. Đi vô đường này sao chạy? Đi vô đường này sao chạy? Ván này thua nhiều quá rồi. Anh em nhìn vô cái đội hình này dễ chơi hơn hẳn đúng không? Lucian lướt lên bắn làm chậm nè. Yagao có CC nè, Kavi có CC, có khiên đen nè, 369 có CC nè. Đội này rõ ràng là nó trực quan và nó dễ vận hành hơn rất là nhiều. Ban bích cũng là một vấn đề anh em thấy chưa? Những đội tuyển mặn như bên phía của Liên Ninh nha, mà họ pick một cái đội hình khó chơi, họ cũng đã khó triển khai rồi. Nói gì đến những cái đội hình đang xây dựng và đang còn trẻ như bên phía của team Switch, đúng không? Mở thả nhiều. Ui, Yagao đánh ác quá. Chị lại đặt tên 558 đã uy scan 50.000 đồng cho Linh cống hiến cho tổ quốc. Trời, Lucian lướt xuống nó bắn. Trời ơi, hóp kìa. Ôi ôi, hóp hay quá. Trời ơi.
hóc đúng bản hợp đồng chất lượng luôn á. Hóc này xưa nó đánh cho team nào ta? Hai mùa gần đây nó đánh cháy quá. Team trẻ EDG hả? Sinh năm 2000, 21 tuổi. Hóc đánh ghê quá. Hóc đúng đánh ghê luôn á nè. Cái đợt mà đánh ở dàn vòng bảng á, nó đè cho thanh niên phân tích thở luôn mà. Mà phân tích đánh cũng ghê nha, chứ không phải là đánh yếu nha. Mà gặp Hóc tắt điện luôn á. Này mới đúng là Hóc nè. Hồi xưa có ông APU Hóc. Ông APU Hóc đánh cũng top lane đúng không? Đánh cũng khá cái thời của ổng. Nhưng mà không có bật lên xuất sắc được. Anh em nhớ ông Hóc đâu? Hai. APU top 6 của họ mạnh lắm anh em ơi. Top 6 của họ xem xem nhau hết đó. Lâu lâu nổi lên mấy ông top 8 khỏe nữa. Như nếu như mà ông Weibo á, mà ông phong độ cao á, ông nằm trong top 8 ông cũng khỏe mà. Và căn bản thì sau những cái tình huống sàng lọc ở playoff á, thì gần như là những đội tuyển nào mà top 6 của EPL cũng đều khỏe. Ra thế giới đánh vẫn ok lắm anh em. Những ông như Li Ning hoặc là những ông như là EDG, Victor Defy rồi các thứ á, đánh thế giới vẫn ok mà. Còn mấy ông LCK chắc phải tính... Không, mấy ông LCK thì mùa này top 6 ok nha. Top 6 là bởi vì có Ranx với lại KT đợt này nữa. Hai ông đó nó tạo nên một cái giai đoạn top 6 đủ mạnh dành cho bên phía của LCK. Chứ trước là LCK là phải xét từ top 4 trở lên thì mới ngon. Thường là ngày xưa thì LCK là mấy... Tại vì ngày xưa anh em còn nhớ LCK kiểu dạng top 6 là những đội tuyển như là Beyond đồ các thứ anh em. Đội tuyển mà nó nghe cái tên nó không có uy lực cho lắm, không có chui bơ cho lắm. Mùa sau nếu như mà Nông Sim đánh tốt á, thì cái cuộc cạnh tranh top 6 của LCK nó hấp dẫn hơn nữa nè. Mùa này LCK cũng hấp dẫn á. Anh em thấy top 6 của họ khốc liệt mà. Genji cũng khó ăn EBL lắm hả? Không, Genji bây giờ nếu như mà xét theo cái khía cạnh Genji nó không có thua top 1, top 2 của EBL đâu. Genji bây giờ khỏe mà, tiếng quanh cũng không, tôi nghĩ là cũng không có thua top 1, top 2 của EBL đâu nè. Đánh xem xem. Nói chung top 1, top 2 EBL với lại top 1, top 2 LCK á, đánh với nhau xem xem, 50-50. Anh em thấy tiếng quanh vậy thôi chứ mà cái kinh nghiệm của tiếng quanh nhiều mà. Trình của team quanh cũng cao mà, tay to mà, đánh có thua kém gì đâu. Macro cũng tốt nữa, quan trọng là cái phong độ của người chơi, cái điểm rơi phong độ của người chơi á. Nhưng mà ví dụ như là ông Lee Sambok hay là ông DK mà bây giờ mà vô gặp top 3, top 4 của EBL á thì có thể là đang hơi đuối. Ví dụ như ông DK đi, ông DK thì anh em nhìn thấy là nhiều khi sẽ bị đuối, hoặc là ông Lee Sambok. Tại vì họ không mạnh đều ở cả ba cánh. Anh em hiểu không? Ông Lee Sambok thì nhiều khi là đọ tay thì đô đọ tay không lại. Ông DK thì nhiều khi là đốc đam với lại Kaelin chốc ở đường dưới. Đánh không lại. Kiểu là như vậy á. Nó phải mạnh đều ở cả ba cánh á. Anh em thấy mùa này 369 nó đánh tốt nè. Kanavi Yagao thì đánh phong độ cực cao nè. Hop ở đường dưới nè. Đa phần á. Anh em sẽ nhìn vô cái đội hình của bên phía EBL là họ mạnh, rất mạnh, họ có những người chơi rất mạnh ở cả ba đường. Anh em hình dung ra được không? Còn ví dụ như những cái đội hình như là bên phía của Victorify đi, thì Rick đồng ý là nó không có mạnh vượt trội ở đường trên, nhưng mà nó là thằng có kỹ năng tốt. Đồng ý nó là người hàng, nhưng mà bởi vì cái lối chơi của bên phía Victorify là trong cái giai đoạn mà đỉnh cao nhất của bên phía Victorify á, là nó pick những cái con tướng mà không cần tài nguyên dành cho Rick. Những con tướng tự chơi, những con tướng như Kennen, Ragaz, On, có cái thời mà quen đồ các thứ thì nó cần tài nguyên thì nó sẽ khác. Thì có những ván đánh thì vẫn đánh lên cho Rít, nhưng mà đa phần thì nếu như mà bỏ Rít đó để cho cái phần còn lại được tự vận hành với nhau á,
thì nó sẽ tốt hơn dành cho phía của Victory Fire, kiểu kiểu là như vậy anh em ha. Ây da, vô lụm hai sát đường dưới luôn anh em. EBL hơn hả? Out trình hơn LCK không anh em, xem mà. 19 1 10 anh em ơi. Cá nhân tôi đâu thấy out trình gì đâu. Đánh nhau thì đánh cũng tới ván 5. Đánh cũng căng thẳng, đánh kéo tới ván 5. Xem. Ui à. Dạ gao ác vậy. Ồ, Canavi nó cắm chạy đường dưới luôn. Cái con Lulu thua rồi hả? Cái con Lulu với lại Cosmo thua hả? Đơn bi tốc biến, vũ điệu quá xấu, chúng lính hồi máu không được nhiều á. Ván này vỡ trận ra. Ván này nhìn vô cái thế nửa cánh dưới vỡ trận à. Boss thua nhiều quá. Bây giờ nó đai liên tiếp luôn em. Mid không có đẩy được. Mid của Dolby rơi vào cái thế không đẩy được. Top cũng không đẩy được. Boss thua mà mid không đẩy được thì chỉ có rừng xuống cứu thôi. Mà rừng cũng không phải là cái con tướng farm nhanh nữa. À, rừng cũng không phải là cái con tướng farm nhanh nữa. Thấy cái pha này thấy lính xấu bị phát hiện tầm nhìn rồi. Không biết có thoát khỏi tình huống găng. Ô thôi. Vừa mới nói xong. Mid nó xuống luôn rồi. Pha này boom lát cũng không chạy được nha anh em. Boom lát tụi nó khép góc phía bên đây. Canavi khép góc phía bên đây cũng không về được. Cũng bị kẹp à, cũng bị đai trụ à. Trời ơi. Này bỏ trụ luôn à. Anh lại là chết. Lối chơi kiểm soát bây giờ là phần nào đó nó gọi là sao ta, anh em phải hiểu á, là lối chơi kiểm soát á, nó dùng để cho anh em có thêm cái kiến thức về cái mạch mà vận hành cái mục tiêu ở trong ván đấu, nó là chính là như vậy đó anh em. Còn bây giờ cái game bây giờ là phải dùng tay để có lợi thế ở trong gian đi đường. Kỹ năng của bạn phải ok để bạn lấy cái lợi thế trong gian đi đường. Những đội tuyển mà đang thống trị á, như là bên phía của Genji á, thì họ cũng vận hành theo cái lối chơi đó. Mùa xuân thì bên phía của Tiên Quanh cũng vận hành theo cái lối chơi đó anh em. Win cả ba lane á. Lối chơi áp đảo của bên phía Tiên Quanh á. Chứ bây giờ mà pick những cái kèo mà kiểu dạng xử lý thua nó khó đánh lắm. Ví dụ như là bạn cho luôn. Ví dụ như bây giờ là tôi cho bạn luôn là pick một cái đội hình mà có On, có Azir, có Sejuani, ổ lộn có On, có Azir với lại có Zeri ở đường dưới đúng không? Một cái đội hình mà anh em sẽ thấy ở trong những cái giai đoạn vừa qua. Nhưng nếu như mà bạn để cho đối phương đẩy đường thì bạn sẽ bị mất cái gì? Bạn sẽ bị mất hai con đồng nguyên tố đầu tiên. Bạn sẽ bị mất hai con sứ giả đầu tiên. Là anh em thấy rồi đúng không? Là anh em thấy lúc đó là sẽ có cái chênh lệch đâu đó khoảng chừng... Nếu như mà bạn làm tốt á, ở trong gian đi đường á, thì chênh lệch khoảng chừng là 2.000 tiền. Cỡ cỡ đó, nó dao động cỡ cỡ đó. Còn nếu như mà mình làm không tốt á, mình để cho đối phương khai thác. Khai thác ở đây là đối phương có sứ giả, đối phương đẩy đường, xong rồi đối phương di chuyển áp lực để mình bị mất chỉ số lính. Tôi đang nói tới mất chỉ số lính thôi nha, chứ chưa nói tới cái việc mà bị đai nha. Bị băng trụ nha, tôi chưa nói tới cái việc đó. Bị mất chỉ số lính thôi, nhiều khi là nó sẽ tạo ra cái chênh lệch khoảng chừng 3.000 tiền. Và nếu như mà mình macro không được tốt nữa, mình không có cơ hội mình nổi công trình đó, thì nó sẽ tạo ra cái chênh lệch là 4.000 tiền hoặc thậm chí là hơn. Và khi mà mình bước vô một pha giao tranh ở con rồng 3 là mình bắt buộc phải giao tranh rồi. Rồng 3 mình khó bỏ lắm. Mà vô con rồng đẹp nữa, vô con rồng như rồng gió thì mình có thể mình cân nhắc bỏ. Mà vô con rồng đẹp nữa thì gần như mình bắt buộc phải giao tranh rồi. Anh em hình dung là giao tranh ở trong cái lúc đó nó sẽ rơi vào khoảng chừng chênh lệch 4.000 tiền. Mình rất là khó để có thể giao tranh ở trong lúc đó nè. 4.000 tiền đâu đó đối phương có 3 cái con
đối phương có ba cái đồng hồ ngưng động thôi là chết rồi. Bước vô giao tranh đối phương có ba cái đồng hồ ngưng động thôi là thua rồi. Kiểu kiểu là như vậy anh em ha. Về mặt lý thuyết anh em như vậy, nhưng mà anh em sẽ hình dung có rất nhiều những cái trận đấu nó được diễn ra theo cái lối chơi đó rồi anh em. Vừa rồi là tôi ví dụ một cái đội hình mà anh em rất thường thấy ở trong cái meta này luôn á. On Azir, CV hoặc là Zeri ở trong vai trò xạ thủ. Mình phải đánh tốt cơ, cái đội hình đó mình cũng cần phải có giai đoạn đi đường tốt. Chứ không phải là kiểu như pick một cái đội hình kéo lết rồi giai đoạn đầu mình đánh khơi 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 khơi. Mình đánh cà giật cà thọt để cho đối phương vượt lên thì đối phương lăn cầu tiết mình tới chết anh em. Ừ, ván này tan vỡ sớm nè. Ván này lai thu đường dưới nè, vừa rồi gỡ được mạng. Rồi bây giờ khả năng càng lướt nó ghê quá. Anh em nhìn thấy con Talia không? Con Talia trong trường hợp này của Yaga nó khác với con Talia ở trong hai ván trước của Dunbi. Đội hình này có rất nhiều hiệu khống chế. Có cả CC, có cả Silo, có cả mọi thứ. Thì khi mà con Talia nó có nhiều hiệu khống chế để mà giữ chân đối phương đó, thì cái combo của con Talia nó trở nên rất là lợi hại anh em. Con Talia này sẽ khác với con Talia của Dunbi ha. Đội hình này vẫn là cái đội hình dễ vận hành hơn á. Anh em hình dung pick một cái đội hình dễ vận hành mà nó rơi vào tay của mấy cái đại cao thủ nữa. Mấy cái team mạnh mạnh nữa. Nhìn nó áp lực lắm. Nhìn nó kiểu như là nó mở giao tranh đồ các thứ áp lực lắm anh em. Ví dụ như là Gam đi. Gam mà pick cái đội hình giống như bên phía của Jindong đi. Họ đánh ở VSET á, họ đánh rất là áp lực. Tại vì họ mở được. Họ thiết lập được quay lính. Còn ví dụ như là những cái đội tuyển mà kiểu như là Genius. Hoặc là những đội tuyển như thậm chí là bên phía của SE đi. Ví dụ bên phía của SE mà vô cái đội hình của bên phía Jindong đi. Mà kiểu như là nhát tay hoặc là không có dám bung tay, không dám BK á. Thì anh em thấy là họ phối hợp nó cũng chưa được đẹp. Thôi bây giờ nói SE thì nó lại hơi bán bổ top 4 quá. Những cái đội tuyển như ASE hoặc là GNS đi. Mà họ bích cái đội hình như bên phía của Jindong mà họ phối hợp với nhau không tốt á. Anh em nhìn sẽ thấy lủng củng. Nhưng mà cái đội hình này khi mà nó rơi vào tay của những cái người chơi mà kỹ năng cao, một cái đội hình tập thể gắn kết á thì họ vận hành ghê lắm anh em. Bà rôn tốt quá ha, nhưng mà bà nhiều sát. Bà nhiều sát bỏ lại. SE cái vòng cuối cùng tôi thấy là đánh chịu bung tay chịu mở đó. Chứ mà SE tuần mấy cái tuần mà kế cuối đánh rén lắm anh em ơi. Đánh kiểu như đánh rén lắm. Anh em coi mít chết hoặc là anh em coi lại những trận đó. Anh em nhìn thấy đánh rén đánh không có bung tay. Đánh kiểu mở cũng không ra mở mà toàn để cho đối phương khai thác không. Kiểu kiểu là như vậy. Cặp trận này cũng không quá khó dành cho phía của Jindong ở ván 2 với lại ván 3 ha. Ván 1 thì hơi căng thẳng. Ván 1 thực ra có những cái trường hợp Rico Linen có thể thắng nữa. À, bởi vì Ale xử lý pha đó dở quá. Nên họ không có end được ván đấu. Ván 2, ván 3 vỡ trận sớm quá. Ừ, trễ chuyến đò. Dễ chuyến đò lắm. Lai bắn. Trời, Lai bị silo, Lai bắn không nổi luôn anh em, nhổ không nổi anh em ơi. Nhổ không nổi. Mà anh em nhìn coi chốc nó câu nè. Câu quá trời câu. Bà nhảy cho em LNG. Tiếc quá ha. LNG vỡ trận sớm quá, ván 2 ván 3 vỡ trận sớm à. Chứ ván 1 đang căng thẳng mà. Một căng thẳng quá trời, ván 2 ván 3 vỡ trận sớm quá. Thích thằng Hop này kìa, Hop đánh hay kìa. EBL đợt này tôi đang thích thêm hai thằng anh nè. Một là thằng Hop nè, hai là thằng Wayward á. Thằng top lane Wayward ở đường trên á. Thằng Wayward hình như là cũng sinh năm 2000 hay là 2K1 gì á. Nhớ không rõ nữa.